Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải anh em ơi. Ở lần này thì Khải sẽ khui gương Hoàng Kim Vương Phái mất 4k anh em. Ở server này thì theo như cái lịch trình Khải xem thì chỉ duy nhất mất 4k này sẽ mở ra được rương Hoàng Kim Vương Phái. Mà mở ra được cái gì và vật phẩm gì thì Khải chưa hiểu anh em. Nói chung là ngày hôm nay thì Khải chắc chắn là Khải là người mở đầu tiên rồi. Hôm qua thì bên ban mình có anh Vũ Đợ. Vũ Đợ thì anh đã mất 4k và anh đã mở ra đó là mới bị lỗi, anh chỉ ra được cái đai đình quốc thôi. Nên là anh cũng thông báo với Ader và hôm nay Ader đã trả lại anh rương mới rồi. Nhưng mà anh chưa mở nè em à, anh chưa mở. Nên là hôm nay là Khải sẽ còn vài nhiệm vụ cuối cùng. Khải sẽ trải nghiệm một Khải mới cho anh em xem. Anh em đang xem thì đừng ngần ngại hay đợi cho Khải một like chia sẻ chơi nha anh em ơi. Anh em còn 5 cái cuối rồi Khải kiếm may mắn nè. Bắn nè. Rồi tí nữa Khải cắn con bắn thì Khải sẽ mở nè. Không biết cái rương này mở tốn cái gì thì chưa biết nè. Ra cái gì thì chưa biết được. Nói chung là lần đầu tiên làm chuyện ấy. Đó. Rồi. Giờ cái đỡ này đây, 5 cái cuối cùng. Thế là Khải sẽ lên môn phái thì mở. Dạ. 4, ok. Vũ viên 1. 3 cái nè em ơi. Tùy server nè. Mỗi server một cái khác nên là Khải chưa hiểu được server này ra cái gì luôn nè. Có server thì mở ra được rương vũ khí bằng kim. Rồi có server mở ra đồ hiếm. 2 cái cuối. Ok, làm nhanh luôn. Gì đây? Nhanh luôn. Gì vậy? Bạn trẻ làm tốt lắm. Tặng người ăn ban nhiêu tình. Ăn ban định quốc Hoàng Kim Phái. Này, sau này hãy cố gắng nhiều lên nhé. Gì này? Rồi, lại tiếp tục ăn ban Hoàng Kim định quốc nữa nè. Áo vậy? Ủa? Sao vẫn giống rương như cũ ta? Anh em mất 4k này sao vẫn giống như lương hôm qua của Vũ Đợ như cũ ta? Thì liên hệ AD đồ nó đâu có gì mới đâu ta em. Khải cứ mở ra được ăn ba thì cất luôn rồi nói tiếp đền lại cái rương chắc rồi đồ đáng lý nó phải ghi là hoàng kim bảo rương thôi em. Đây nó ghi giống như hôm qua không khác gì luôn nè. Trời kiểu này có khi nó là ra đình quốc ăn ban nữa chết nữa mất công nữa. Quốc anh em ơi. Ai, mở đi Khải, mở ra đi chị, ban tất đi. Trời ơi, cất gì cũng phải đưa lại à. Lại đến lại. Ý hồi lương hôm qua luôn em ơi. Nó không có khác gì thì đổi gì luôn em. Khải tưởng là có thì đổi gì rồi. Có lệnh bài đâu. Đâu. Cho một cái nốt vô nha. Ok, để lên môn phái mở nè em ơi. Này không biết ra cái gì luôn nè. Rồi ít người thế nào. Thiếu Lâm. Khải lên Khải lên thằng Nam Động đây. Nó mốt với gà về nó mốt gà ơi. Rồi trưởng môn Nam Động sao vậy? Thống chạy. Khải kỳ thằng Nam Động kỳ họ Khải nó là Khải lên. Nhưng mà khi hãy gặp nó sợ mình nó cho đồ ngon đúng không? Ừ. Nó gặp sợ mình nó cho đồ ngon nên nó kỳ hợp mình mà mình chém chủng môn xíu luôn. Cho cái gương thì mắc cười. À cái đường y sĩ đường hôm qua vũ đội luôn em nghĩ chức mở như hôm qua nữa rồi. Anh bên gom lệnh bài nha. Đó đây ai đánh không gom lệnh bài nè, Khải có được 3 người rồi nè, còn 3 người nữa đánh nè. Về đây về khu vực đó đi anh. Gom đi thêm 3 người nữa là xong, 6 lệnh bài nữa. Đây đủ rồi đây. Mấy người rồi? Đang 2 cái này nè. Em 2 cái nè. Lên danh sách cho hiện tại bây giờ còn thiếu 3 người nè. Thiếu 3 người nè mở đánh thôi. Mà vấn đề là đủ hơn 7 xe thì mới đánh được. Xe người được bao nhiêu xe anh? Em 1 xe nè. Đúng rồi anh em trong đây đông mà. Nhưng phải 7 xe. Rồi mở nè em ơi. Không biết xe vần này ra như thế nào anh em. Ý xì hôm qua luôn em ơi. Xin đao tứ không. Thiếu Lâm. Hình như cái này nó đâu ra vũ khí đâu Khải. Em không biết anh ơi, em cứ xin rồi giờ. Lần đầu tiên mở thì chịu luôn không biết. Hơi xa, nói chung là ơi gì hôm qua là không khác gì luôn nè em ơi. Có khi lại mở ra định quốc ăn ban nữa, ơi gì luôn, em bảo đảm luôn. Giờ mở anh ơi, có xem like không? Em đang like đó, em đang like nè.
ra cái gì tiền mắt ăn ban mắt ẩm đổi cái gì gì thôi đổi chứ em đâu cần thiết anh, em cần ăn hồng hồng kim môn phá thôi, cái chuyện này sau này có 3-4 kim là đổi được rồi anh. Ừ, đang mở đường em ơi, cứ gom hết đi, gom đi gì anh, gom thêm 3 người nữa đủ nè, bên giữ được mấy cái rồi anh ơi. Ôi ma sát rồi trời, nhẫn đai lưng thiên nhẫn rồi đây đau à. Ôi cái đó ôi thằng ngọn kích 9x đẹp luôn, độc xanh và lần kích 2 cấp rồi được thiên nhẫn và lần kích nè mày. Kinh ít có vậy là khui cái rương giả thẩu có ra đồ đúng rồi, khui rương đó ra đồ nha, auto đồ kim phá nha, má mình ra đa thiên nhẫn nè. Đang nhẫn này thì thì nhẫn kích ai mà dùng nó này kênh thì chứ à, nói chung là không hiền thua chậm thời gian làm chón kháng băng mất 4k được cái thiên nhẫn kích đây đậu thì tướng thiên ngoại lưu tinh thì xài được băng kích chịu vậy, thiên ngoại lưu tinh đậu mang đánh kích kích thiên ngoại lưu tinh là ma thị, ma thị đúng rồi, cái này bạn sát trời mà đúng băng lòng kích nè, chỗ này móc 4k vứt luôn rồi, móc 4k này vứt luôn rồi. Cho bao làm kích để cày tiền à, trang gừa cũng đèn quá đèn. Nói chung là cày mấy tháng rồi cũng mang vào cái rương hồng kim phá rồi nè. Mà tính ra ra cái này lưng này coi như sốt rồi, không được gì luôn. Lưng này sốt luôn, đâu làm được gì đâu nè. Mở rồi, không được gì luôn. Chả làm được gì. Nói chung là không xài được luôn. Anh giận hờ, anh nói lẫy á. Không xài được cái này, không xài được rồi. Má nhỏ thiệt sự. Cái này để sau này á, nó cho nâng cấp lên đồ thiên tứ luôn á. Mình đổi ra thành cái điểm để nâng cấp. Trời ơi. Rồi, mấy triệu bạc, tính ra cái rừng mấy triệu bạc mới ra lần này sốt luôn rồi. Má kỳ. Thôi, chịu anh em ơi. Thôi, chuẩn bị đánh boss đại nè em ơi. Chịu rồi. Cải số nhỏ. Má, mở rừng ra toàn gì đâu, không. Rồi, nó ra rừng kia không phá rồi, ra rồi. Má, nhỏ quá nè em ơi. Đúng ra là phải đưa dòng ghẹ. Đai lưng này chịu rồi. Ngày mai anh AK mở được cái gì đây? Trời ơi, ra cái đai lưng này bó tay luôn nè. Hết được. Móc 4k ra thiên nhẫn chịu rồi. Tin vào ghẻ thôi chứ còn Khải là bó chịu tay. Hết được rồi. Má, đèn từ đầu đến cuối. Muốn mở có vũ khí đồ ngon đưa bang mở nha. Chịu đó mà. 4k ra này chịu rồi. Không anh thua, nhưng mà bóng này không thua. Lỡ cái sắp mạnh thiên nhẫn kích không có gió thả đấy kỳ tôi cái gì trong qua lòng kích này ít người xài lắm nè, không có tiền mất 4k là đường một khí một kiềm một phái mà Khải không rõ nữa Thanh Hồn ơi, nói chung thì xe bộ này thì mình lần đầu tiên mình chơi cũng không rõ lắm, là đưa người ghê nha, nó ra rồi ra rồi mày. Nó đánh nãy giờ hai mấy con rồi anh, nó đánh hai mấy con rồi mà nó đầu tư thì nó ra là đúng rồi. Nãy giờ mình mà đủ lên bài boss này mà em đánh rồi. Có 4 năm con đâu đánh được. Ừ. Nãy giờ đủ lên bài là đánh từ nãy giờ rồi. Với lại ít người quá, gọi từ hồi 12 giờ đến giờ. Thôi để mời đánh đi. Đen thiệt luôn đều nè. Tại sao? Má, móc 4k mà ra cái này chịu. Bài đánh nhiều luôn đó, chắc xúc luôn. Đánh không mấy cái lỡ không ra nó buồn. Không ra thành của nó ấy. Đúng rồi, nó có nhiều hơn thành của nó. Rồi. Chịu rồi em ơi, tưởng đâu ra đồ thiếu lâm, ví dụ ra nó mộng lông đi, trời ơi đẹp luôn, không ra. Nói chung là nó không ra đồ hiếm luôn nè. Tính ra Dương ơi, hỏi ngay à, như cái rương anh em mình hay đây sang bóp bình thường, nó ra đài này không ta? Nó ra không ta? Chưa thấy ra cái nào? Bình thường có ra không? Chưa, chưa là không ra, cái này nó có kỹ năng chính ít. Có kỹ năng chính ít là Khải nghĩ là do mấy cái phái này cùng bùi ở đây nó thả hay sao không biết. Mà đồ có kỹ năng chính ít là đồ dạng viết. Thằng hiếm đúng rồi, thằng hiếm ấy. Mà tình ra mình ra chống thiên nhẫn luôn nè. Chịu. Đúng rồi, đồ loại 1 ấy. Còn đồ mà mình đánh rương boss bình thường á là chỉ ra áo với lại áo với bao tay mắt đai lưng thường thường thôi, không phải đồ hiếm. Ừ, đó đồ loại 3, đúng rồi, chính xác đó. Rồi, đèn quá chịu anh em, vừa cắt rương rồi. Cho cà lon chạy nhím. Má, mắc 4k, chờ đợi mấy tháng chờ ra đai thiên nhẫn, chịu luôn. Hết vui luôn. Chịu anh em ơi. Anh em đang xem thì cho Khải like chia sẻ cho anh em ơi. Nói chung là bó tay rồi. Ra đây đó cũng như sốt rồi. Chả làm được gì nè. Ở này thiệt nhiều khi sốt luôn. Nó không có làm gì luôn. Tới bây giờ nó cái đai này không ai xài luôn nè. Chả ai xài đây băng kích này. Sau này thiên nhẫn thì nó xài ai đâu mà chơi. Thôi cái đợt đó thôi. Làm mắm thôi nè.